Bạch thầy, quả con thấy Diệu Quang sư nữ phạm tạc danh, thầy nên đuổi khỏi chùa. Diệu tri con mô Phật, bấy lâu nay thầy thấy Diệu Quang lão thông bát chính, tiêu trừ tham dục thì có lý đâu. Phạm ngũ giới cấm của nhà thiền, hay là con nghe lời đàm tiếu của thế nhân, nghi quan kẻ chân tu có già lăng loạn. Nếu con một tiếng rõ ràng, hãy kể tận tường cho thầy nghe. Thầy đã dạy nếu quy y còn mê mang tâm dục dâm loạn, khi thác xuống suối vàng bị giam vào ngục tăng nhốn, suốt kiếp trong ngục kia phạm hoàng không cho phép luân hồi. Con thưa ra đây để thầy dạy ni cô về nẻo chấm tâm. Sự việc xảy ra con chép ghi đầy đủ, bạch thầy xem sẽ hiểu rõ thiệt hơn. Thầy đọc đây. Khi chùa chết lắng lưng đôi, mái công mờ ẩn trong hơi sương nhiều, sân thiền lạnh ngắt mùi rêu. Con ra thờ thần đêm sau lạc loài, bóng con nhìn xa xa trên đường vắng thấp thoáng trăng sương chiều. Một kiếm khách sẽ mang sương tay găng cương trên lưng thân mơ, tiếng gió câu rộn ràng, tiếng gió câu nhịp nhàng đạp lên sợi đan, đạp lên lá vàng rơi. Ngựa phi nhanh thâu lối mòn xa vắng, ngựa phi nhanh đưa khách đến chùa Quang. Đến chùa Quang rồi lưng nghiêng nhẹ buông tay không, khách nhìn quanh đêm ngựa âu dâu sau cõi. Em ơi, khách lại đúng liêu phòng của Diệu Quang để gọi, xin thầy đọc tiếp. Nếu không đúng như lời con viết, con xin thọ tội trước thầy. Thầy đọc tiếp. Khách vuốt chiên y đầm hãng mã, quan sát từng kẻ lá cành cây, không đợi chờ gọi lượt thứ hai, bên trong đã dịu lời em đây à. Mừng rỡ đến má ứng đào đang đổ chính đi, cô hé cửa cho khách là vô phòng. Khách ôm đi cô, ấp má đi cô, chẳng chút sượng sùng. Trai nghe lại đi cô mỉm cười theo khách và gục đầu vào ngực của nam nhân. Kim khách quả vô cùng xinh đẹp, có đôi bàn tay trong trẻo túc măng, mười ngón thon bé nhỏ mỏng hồng như những ngón tay của nàng trinh. Nhật nhạc của ngọn đèn mà không đủ sức soi hình dáng đôi gái trai giữa vắng lặng của liêu phòng. Câu nam nữ thọ thọ bất tương thân đã lạc ý rồi, họ nằm cạnh nhau thì thầm to nhỏ, trời nào hiểu được chuyện họ nhỏ to.
bên ngoài tính toán điểm dài tiếng súng của đồn tay canh gác. Tiếng súng vừa rung vừa doạn đạt quân Cần Dương đừng rải rác quanh đây. Diệu Tri Con đọc đến đây thầy như chợt giấc cảm thương. Diệu Quan chưa dứt nợ hồng trần, thầy nhớ lại cuối thu có một nàng giàu xin thầy xuất gia đầu Phật. Tuổi phơi với đang thời xuân sắc, thầy đặt pháp danh lại là Diệu Quan. Biết bao lần thầy thử thách Diệu Quan vẫn khắc giả tôi tâm. Việc con thấy vẫn chưa minh bạch, phải mắc thầy một cách mới tận tường. Thầy thấy chưa, kiếm khách còn sai ngủ. Ni cô ngồi cạnh bên phe phải quạt mũi mầm. Kìa, Ni cô lai khách dậy kìa. Dậy mau, gà gái rộ canh ba đã hết. Kim khách mau thức giấc ra đi. Dậy mau, nếu không họ thấy thì nguy. Bạch thầy, chắc khách mệt nên tiếp say giấc bươm. Hơi thở khách vương đều thơm trinh trắng. Ngực no phòng căng y sống kêu hùng. Dậy mau bụi các y rơi lệt là lỗ đôi bàn chân bé xinh trắng mùa gót vẫn còn nguyên sắc khi hồng son. Kìa ni cô béo má khách giật mình tỉnh giấc mỉm cười lộ răng đều như những hạt bắp bê non. Nụ cười bao tử không hơn tay thì cũng ghét chiêu quân cùng. Nhìn kìa, tên kim khách vô duyên trắng trợn dám ôm mấy tu nữ vào lòng. Gã phàm phu lạ lơi đáng tội, cả gan hôn ma thăm của Diệu Quan. Người ta dẫm trên lực của nhà chùa, ngủ với cấm họ xem như bọt nước. Bạch thầy, tội kia làm sao dung được, nên tông cửa vào làm tội bọn dâm ô. Không phải con ghét dơ sư nữ, xin thầy minh hiểu dạ của con. Áo tu che đậy tà dâm, làm ô danh nghĩa thiền môn phải trừ. Diệu Quan, mở cửa, mở cửa mau. Nguy đến nơi rồi. Mở cửa mau, mở cửa. Ai đó? Giữa đêm khuya quắc sao dám vào chùa, có liệu tu nữ muốn toàn tính gì, coi chừng gươm thiên chẳng gì tình ai thôi hãy đi đi. Không ai xa lạ tôi và quê thương, mở cửa hay không tùy Diệu Quan. Trời ơi, quê thương và Diệu Tri đến đây à. Bạch thầy, để con mở cửa. Diệu Quan con mô Phật, ngủ với cấm con đã thông thuộc, thầy hỏi con nhất cấm là gì? Bạch thầy, nhất cấm là sát sinh, nhị cấm du đạo, còn tam cấm? Tam cấm là tà dâm. Biết thế sao con đem kim khách vào hậu liêu để ân ái? Bạch thầy, kim khách đây nào phải trang nam tử, là chị của con trong hàng ngũ chống xâm loạn. Giả một nam nhân khi phách ngang tàn, chỉ con thường về chùa thâu tin tức địch mang về cho chiến sĩ Cần Dương. Muôn tranh võ thám quân xâm lược nên phải về những lúc tối trời
lòng nên con giấu giếm tất cả tăng ni ở trong chùa. Như vậy mới xứng đáng là gái nhà Nam, còn Diệu Quang sao con lại? Lại thầy cất lại áo nhà chùa. Ô kìa, sau lớp nâu sòng là chiến phục, ngang lưng quay về dắt gươm hùng. Con thành tâm thọ tội trước Như Lai Phật Tổ, dùng từ bi che dấu chí ngang tàn. Con dâng lệnh trên về đây để gọi dân làng mau trỗi dậy bình tây sát tả, theo bóng cờ nghĩa sĩ cần dùng ngôi chùa làm nơi ẩn trú, khoác áo nâu sòng che mắt xâm lăng. Nay con phải về căn cứ vì chị con nghe vâng lệnh gọi con về. Con đi bây giờ sao? Cõi tùng ngựa sẵn rong cương, biết thầy hai trẻ xuyên sơn băng. Hai bóng người cùng chung yên ngựa, đội trăng liềm đạp gió xé sương khe. Họ khuất rồi trong nẻo tắt sơn khê, lòng bằng đạo trở nên tan tác. Súng đồng canh giật mình ngơ ngác, xuôi bần tăng sâu hổ dư nữ nhi. Cơn quất biến quỳnh thoa hữu đất, còn bằng tăng lặng tinh như mặt nước. Phải cởi cà sa khoác chiến bào, còn nước mới còn chùa tu niệm. Các con hãy theo thầy vào trận chiến, giết xâm lăng